Bài hôm nay sẽ nói về đặc điểm ra đời của Đảng Cộng sản và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản. Về đặc điểm ra đời của Đảng Cộng sản thì mình sẽ bỏ qua cái này. Còn về ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản thì ta nghiên cứu. Ý nghĩa của nó là đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trong thời đại mới, trong thời đại lịch sử mới. Đó là kết quả của sự chuẩn bị công phu và khoa học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào đấu tranh giai cấp công nhân, phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ thứ 20. Sự ra đời của Đảng Cộng sản vừa là quy luật phổ biến của sự hình thành chính đảng cách mạng của giai cấp chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân, vừa là quy luật đặc thù của Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử Việt Nam, vì nó đánh dấu một bước ngoặt vì nó chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc. Và nó mở ra một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ cách mạng Việt Nam.
theo con đường cách mạng vô sản. Sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng toàn xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nó kết thúc thời kỳ đấu tranh tự phát để chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác. Giai cấp công nhân đồng thời nó chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã đạt đến trình độ trưởng thành đủ sức để nắm rõ vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của cách mạng của mình, đồng thời nó mở đầu cho một thời kỳ mới cách mạng Việt Nam. Đã có một nhân tố cơ bản quyết định nhất. Để tiếp tục dấy lên cao trào cách mạng và đưa cách mạng Việt Nam từ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cái câu hỏi đặc điểm sự ra đời của Đảng Cộng sản và ý nghĩa đến đây là hết.